Hello, xin chào các bạn đã đến với video dạy hát hay của mình là thầy Phong Hai Nốt. Với tiếp nối những cái chương trình, những cái tiết mục âm nhạc hát hò vui vẻ thì rất vui, rất cảm ơn đã cái sự gọi là đồng hành và ham học hỏi của các bạn và bạn tương tác với mình rất là thích, rất cảm ơn. Đó là sự cái động viên rất là lớn dành cho mình và sao tự nhiên gạt bộ. Cảm ơn rất là lớn dành cho mình. Và hôm nay vẫn tiếp tục các series trong phòng thu mới dọn sạch sẽ đó thì bạn nào mà muốn thu âm hay là làm các sản phẩm đầu tay cho mình để dành làm kỷ niệm hay là để dành hát hò này nọ thì cứ liên hệ mình nha. Ok, link mô tả bên dưới. Còn giờ là video hướng dẫn dạy hát hay ca khúc Buông buông của Bùi Anh Tuấn à, về bài hát này rất là hay. Phòng dòng nhạc O&B nha. Đúng rồi, đúng 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 rồi. Đây là bài hát mình rất là thích. À bây giờ mình sẽ cùng nhau vô. Tâm là đúng tâm của Bùi Anh Tuấn là trong gì ta? Tâm trì thăng. Đúng rồi. Đúng rồi, vô. Có lẽ đôi tay ai đang run, có lẽ con tim ai đang rối bời, chỉ là một hình bóng khác đang che lấp đi tìm anh rồi. Ngày tắt quá sớm hoàng hôn ấy, vụn vỡ những yêu thương tháng ngày từng đắm say. Người vội vàng quên đi. Chơi tiếp luôn. Vẫn nếu yêu thương kia trở lại, anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại. Mặc dù nhiều lắm nước mắt hàng đêm chát chưa, hạnh phúc đã khẽ buông trôi. Yo, và dù rằng biết như thế là khờ dại, chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em mà lại mặc cho tình mong manh, sưởi ấm trái tim mỏng manh. Because I do love you my baby, don't care about anything, don't need to me, sẽ có làm nước mắt tuôn rơi. Dù rằng sau đôi mắt kia là bóng tối, because I do love you my baby. Ok thì hết rồi mà khúc sau có gì nếu ước mơ hay sự thật là cái đó có đòi đoạn đó tính sao ha. Bài đây là một bài nhạc R&B, một bài nhạc rất là hay, sôi động, sầm xịt ra xịt sầm 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 xì rất là vui, sôi động không có vui gì. Bài này buồn lắm, buông kêu buông đi không buông rồi hát là bài này á. Thì bài này rất là cao ha. Because anything don't to me. Đô thăng năm chứ không phải dạng vừa đâu. Cao đây. Te lo mà te lo là lo ghê lắm ấy chứ không phải. À, nên cái bài này mà sao cao dữ vậy ta? Sao mọi người hát nổi? Đó thì để hát được cái này là đầu tiên là phải giọng tenor ở thai không, nếu mà không có tenor thì các bạn phải tập mix voice, vị trí âm thanh các bạn phải nhớ nha. Đó thứ hai là bạn đây một bản ballad nhưng mà không dòng nhạc là ballad R&B nên nó tình cảm nhẹ nhàng nhưng mà nó có tiết tấu R&B trong đó sôi động ha, rất là cao. Thì âm thanh của bạn phải đặt vị trí âm thanh cho đúng, các khoảng vang phải mở mở để cho âm thanh nó dày hơn. Bây giờ mình sẽ đi từng câu từng chữ ha để cho mọi người dễ có thể nắm được cái hình, dễ hình dung ra mình sẽ hát bài này như thế nào. Yep.
Có lẽ đặt tay ai đang run, có lẽ đặt tay ai đang run, rất cao ha. Có lẽ đây mới vô một cái là đã nốt la giáng liền, la giáng 4 á, đúng rồi, 3 3 3 chứ không phải 4, sorry là si giáng, si giáng 3. Nốt đầu tiên không phải là nốt ở ở cái vùng mà đồ re mi hay là nốt sơ hay là cái quãng 2 mà nhảy lên cái quãng 3 luôn. Nên các bạn thấy là bài này rất là khó, vị trí âm thanh các bạn đừng đặt thấp quá ở dưới đây mà các bạn đặt ở trên đây nè. Các bạn cảm thấy mình đang đặt ở vùng cái vùng ở trên cái vành trên, không phải là mình đặt nữa. Tại vì mình hát quen rồi cái cảm giác đó thì cái nốt đó thì bắt buộc nó phải treo lên vị trí đó thì nó mới tự nhiên được. Hát thoải mái, hát tự nhiên thì tự động là âm thanh của bạn sẽ treo được thôi. Nhưng mà cơ bản là các bạn phải hình dung được âm thanh của mình phải được nhấc lên trên đây, chứ đừng có kéo xuống ngực rồi kéo xuống cổ dưới đây là không thể nào được nha. Âm thanh bắt buộc nó phải như thế này thì âm thanh của mình khi hát đó, nó mới thoải mái, nó mới nhẹ nhàng, nó mới tình cảm được. Bài nhạc ballad mà không tình cảm sao được nha. Vô. Có lẽ đất tay ai đang run, ai đang có lẽ đất tay ai đang run. Thấy không, các bạn thấy không, nhẹ nhàng tình cảm. Có lẽ đất tay ai đang run, có lẽ con tim ai đang rối bời. Cái chữ bời á thì nó lại rơi xuống ngực, rối bời. Bời là nút đô. Nút đô đối với tenor của mình là rớt xuống ngực rồi chết vô thì nó mới rõ được cái chữ. Nhưng mà nó phải tình cảm chứ bạn. Bời, no. Bời. Có lẽ con tim mai đang rối bời. Bời. Đó, hát bằng hơi á. Hơi nó mới tình cảm được. Rối bời. Đó, ok. Thấy chưa, phải cái hơi của mình nó cực kỳ quan trọng luôn nha các bạn. Hơi. À, ok, mình sẽ có hướng dẫn cho các bạn với những cái kỹ thuật hát hơi, hát gió nha. Mấy cái bài đó là hát nó áp dụng vào kỹ thuật hát dòng nhạc ballad rất là nhiều. Ok. Chỉ là một hình bóng, chỉ là một hình bóng, chỉ là một hình bóng khác đang che lấp. Bóng khác đang che lấp, đi tìm anh rồi. Đi tìm anh rồi. Vị trí âm thanh đặt rất chắc ở trên cái phần các bạn có thấy nó rung rung lên trên cái phần mặt của mình, đó là phần mid voice đó các bạn, phần mặt đấy. Thì vị trí âm thanh lúc nào cũng phải giữ vững cái phần mid voice, phần mặt nạ này, giữ vững chứ không nghĩa là gồng cho nó căng lên, cho nó đau cổ họng rồi nó bóp cái cổ họng của mình là nó hết hát, và lúc đó là quay về hát bằng giọng cổ là coi như xong nha. Vẫn nhẹ nhàng bằng giọng hơi và giữ vị trí âm thanh cho chắc. Chỉ là một hình bóng khác đang che lấp, đi tìm anh rồi. Tiếp luôn nha. Anh rồi. Ngày tắt quá sâu, hoàng hôn nay. Đấy, vị trí âm thanh nè. Hoàng hôn nay. Mới đầu tiên là vị trí âm thanh nó đã vào giữa trung bình, nó cân bằng các khoảng vang của chest với hit rồi đó các bạn ơi. Đó là âm thanh mix cân bằng đấy, nhẹ nhàng tình cảm, không có gì phải gồng hết nha. Càng gồng là càng thua. Đây là cái kỹ thuật mà của những cái người gọi là tài năng bẩm sinh, sinh ra là có một chiếc giọng tình cảm nhẹ nhàng sẵn rồi. Cái đó mình không có, mình phải tập chết luôn á mới được. Thì bây giờ mình ra đây, mình ngồi đây trước trước cái phòng thu của mình à. Các bạn nói nhắc lại lần nữa, bạn nào muốn thu âm á hay là muốn học thanh nhạc thì liên hệ mình nha. Quảng cáo. Ok, vui vẻ thôi chứ không có gì hết, học hát nè, tập hát nó vui vẻ. Người vội vàng quên đi à. Ngày tắt khuất sâu hoàng hôn ấy, nhẹ nhàng ha. Ok, ngày tắt khuất sâu hoàng hôn nay, vụn vỡ những yêu thương tháng ngày từng đắm say. Vụn vỡ những yêu thương tháng ngày từng đắm say. Tình cảm đúng không? Vụn vỡ những yêu thương tháng ngày từng đắm say. Tiếp tục luôn nha. Người vội vàng quên đi. Ok, người vội vàng quên đi.
chẳng cần nghĩ suy. Người vội vàng quên đi, chẳng cần nghĩ suy. Đó, chẳng cần là nhẹ, chẳng cần nghĩ suy. căng thả, nhưng mà cái thả nó nhiều hơn cái căng. Ví dụ như thả 80, căng 20 thôi. Ấy là như thả thì 8 chữ, căng chừng 2 chữ thôi. Đó, ví dụ như vậy, đừng có căng nhiều quá nó mệt. Nó mệt rồi bắt đầu nó đuối rồi nó kéo xuống cổ lại, nó kéo xuống ngực. Giọng đuối luôn. Không có sức để hát, đừng gồng nha. Các bạn gồng là các bạn sẽ không có thể hát được nhiều bài cùng một lúc. Ok. Ok, qua lại nha. Và nếu yêu thương, vô 2, 3. Và nếu yêu thương kia trở lại. Rồi, lại nữa. Và nếu yêu thương kia trở lại, anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại. Mặc dù nhiều lắm nước mắt hằng đêm chất chưa. Thấy có điểm khác không? Mặc dù nhiều lắm nước mắt hằng đêm chất chưa. Hạnh phúc đã khẽ buông trôi. Và dù rằng biết như thế là khờ dại, chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em mà lại mặc cho tình mong manh sưởi ấm trái tim mộng mơ. Sưởi ấm trái tim mộng mơ. Ok, giọng gió giọng hơi nó hay lắm các bạn ơi, hát nó feel lắm. Và phòng thu thì nhớ là hát giọng đó nhiều nhiều chút xíu là tự động. Kỹ thuật phòng thu cảm ơn bạn luôn, miss hay lắm nha. Đừng gào gống trên phòng thu là chết nha. Tắt thở. Ok, các bạn thấy có một cái chỗ hồi nãy là nó nhảy lên hết voi luôn à. Và nếu yêu thương kia trở lại, đúng không? À nè. Và nếu yêu thương kia trở lại, anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại. Chỗ này. Mặc dù nhiều lắm nước mắt hằng đêm chất chưa. Chất chưa. Đó, tự động nó nhảy lên hết voi nó nhức. Tại vì cao mà. Lên son, nhảy lên hết voi để cho nó nhẹ. Rồi, mặc dù nhiều lắm nước mắt hằng đêm chất chưa. Mặc dù nhiều lắm nước mắt hằng đêm chất chưa. Hít, hết voi đó các bạn, giỡn đâu. Hết voi mà nó dày đấy. Mặc dù nhiều lắm nước mắt hằng đêm chất chưa. Chưa. Nó không phải chưa. No. Chưa. Chưa là ngoài đây là miss nè. Hết nè. Mặc dù nhiều lắm nước mắt hằng đêm chất chưa. Chưa chưa. Nè. Lắm nước mắt. Lắm nước mắt hằng đêm chất chưa. Vậy mình mới nói là các bạn nên tập hết voi nhiều hơn. Tập hết voi đi. Hay lắm. Hát cao khỏe re à, mặt tỉnh bơ nè, đang hát lên tới sân 4 mà mặt tỉnh bơ không có gì xảy ra. Ok nha, tiếp luôn. Hạnh phúc đã khẽ buông trôi. Và dù rằng biết như thế là khờ dại, chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em mà lại mặc cho tình mong mai. Cao này nha, vô nè. Because I don't love you my baby, don't care about anything, though it to me sẽ có lắm nước mắt tuôn rơi. Dù rằng sau đôi mắt kia là mong tới. Because I don't love you my baby, don't care about anything, though it to me, nhưng tất cả là trong giấc mơ. Vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc. Đó, khó chỗ đó thôi à, khó cái chỗ là because I don't love you my baby. Hết mid thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, các bạn kéo chết chết mid là because I don't love you my baby, don't care about anything, do it to me. Oh no, thì nó mệt lắm, nghe nó chéo, nó bị eo. Hết mid thì nó sẽ bớt chéo lại cho các bạn ha. Because I don't love you my baby.
I don't love you, my baby. Don't care about it. Hát mình đây. Don't care about anything, no need to me. Đúng không? Đúng rồi. Giá có là mức mắt tuôn rơi. Lọc óc luôn á. Cái óc mình làm rơi. Dù rằng sâu đôi mắt kia là bóng ta. Because I don't love you, my baby. Because I don't love you, my baby. Because I don't love you, my baby. Don't care about anything, no to me. Cái chữ E bắt đầu chuyển qua I miss her. Bắt đầu chuyển qua hết miss. Don't care about anything, no to me. Don't care about anything, no to me. Đó, thì ta chuyển qua hết hết mid. Hết mid thì nó mới lên cao được tới nốt đô đô thăng năm. Lên cao mà nó nhẹ như vậy còn có sức để hát tiếp cái câu tiếp theo nữa. Chứ nếu mà không lên cao mà không có chuyển sang hết mid là te tua. Gồng cổ kéo cái S lên hát chừng 1-2 lần là nó rớt. Các bạn phải hiểu hát mid là nó giúp chúng ta hát nốt cao một cách hiệu quả và cân bằng nhất. Cân bằng giữa cái ngực. Phải tập hát mid để làm sao để cho cái giọng của mình bắt đầu lên cái những cái kỹ thuật khó hơn nữa. Đâu phải chỉ có hát mid đâu. Còn gì ba lăng mid, giọng cân bằng, mid cân bằng, rồi mid, mid, mi, cái gì, hát vui, mid play, hát vui gì đó. Đó là kỹ thuật cá heo, giọng cá heo. Đó. Đó, kỹ thuật này là kỹ thuật đóng âm của cổ điển nè. Đó. Rồi nhiều lắm, đồ nhiều cái kỹ thuật lắm mà cuối cùng gom lại tướng đời là học chi cho lắm mà tắm của ba chuồng. Thiệt. Đừng có học nhiều, học kỹ thuật vừa vừa thôi, làm sao có thể hát hay được. Đó, thứ nhất là vị trí âm thanh của bạn phải giữ chắc phần mid voice đó. Và khi nó lên cao thì cứ để cho nó tự nhiên lên cao, mà muốn lên cao được thì bắt buộc phải tập hát voice để cho nó có cái cảm giác của hát voice. Sau đó giữ vị trí because I don't love you my baby, don't care about anything not to me. Đó, ví dụ vậy thì bạn giữ được vị trí âm thanh của mình rồi, cứ thế mà hát mid làm việc khoảng vang bên trong là xong. Rất dễ đúng không? Ok, bạn muốn học thanh nhạc và muốn hát cao thì liên hệ mình nha. Mình có mở lớp online luôn, nó nhỏ nhưng mà nó online dành cho các bạn ở xa, ở gần thì mình về offline. Thì gần nói chung là các bạn sẽ có những cái giá trị và những cái hiệu quả rất thực tế, là mình hát được thì mình dạy cho các bạn hát được thôi. Ngày xưa mình hát nốt cao, mình bóp cổ họng, mình tuy là mình hát cao thiệt nhưng mà mình hát nốt cao không tốt. Sau một cái quá trình mình biến đổi, mình tái cấu trúc gen của mình, mình thay đổi mình hát tốt hơn đó. Thì các bạn ok nha, các bạn cố gắng tập luyện. Ai mà tập được đọc xem video của mình thì cũng sẽ tiến bộ theo thời gian thôi. Đường nào cũng tiến bộ hết. Ok. Đây. Đâu có gọi because. Because I don't love you my baby. Don't care about anything, do it. Don't care about anything, do it to me. Sẽ có lắm nước mắt tuôn rơi. Dù rằng sau đôi mắt kia là bóng tối. Because I don't love you my baby. Trong giấc mơ, vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc. Lên tâm nha, vô. Rồi, mình quay lại chứ mình gọi là nó. Và nếu nè, này, vô. Và nếu nó nằm, và nếu yêu thương kia trở lại, anh sẽ và nếu những gì còn lại. Mặc dù nhiều lắm nước mắt hằng đêm chất chứa, hạnh phúc đã khẽ buốt trôi. Và dù rằng biết như thế là khờ dại, chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em ở lại mặc cho tình mong manh. Sự ấm trái tim mộng mơ.
say, hát cao nhẹ. Because I do love you, my baby. Don't care about anything, no it to me. Nhưng tất cả là trong giấc mơ. Hát cao mà hát nhẹ rất là khó các bạn, chứ không phải dễ dàng mà hát cao hát nhẹ đâu. Phần lớn các bạn bản năng hát cao là các bạn gào, các bạn gống. Nhưng mà thật sự hát cao thì hát nhẹ được thì các bạn mới có thể hát cao thêm được nữa à. Chứ còn mà hát cao mà hát nặng thì tới đó là hết hơi rồi, không còn sức rồi. Hiểu không? Hát cao mà hát nhẹ được thì bạn mới lên trình được nữa, một trình độ mới. Nhớ nha, đừng có thấy ai hát cao mà hát mạnh gào éo 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 là hay. Không có hay. Cao mà hát nhẹ được giống như Vitas. Bữa nào reaction Vitas cho bạn thấy kinh khủng. Đỉnh của đỉnh. Hát cao nhẹ giống như là bơi lội. Giống như Dimas á, mà các bạn hay hay thường nói mình kêu mình reaction hát cao mà hát nhẹ đấy. Kinh lắm. Cao mà nhẹ hay nha, ok. Mình sẽ chỉ cho các bạn hát cao mà hát nhẹ đó. Học hát vô đi, cho biết vô đi. Hát mít đi, ok. Hát bằng hơi thở đó. Rồi, vô. Nếu những ước mơ kia thấy hiện thân, cuộc tình ta sẽ trở lại như lúc đầu. Sẽ có lắm nụ cười, cũng sẽ có lắm đau thương. Chẳng còn điều gì là bên ta mãi mãi. Khoảng vang nè. Mai mai. Đó. Mai mai. Lòng ốc luôn. Thì hét voi mới được như vậy. Khi mà mở khoảng vang hét voi thì bạn mới hát cao lên tới pha 5. Sau 5 cũng được. Việc em đã được. Em đã tìm được hạnh phúc. Ok, rồi thì bài này cũng khá dài rồi nha các bạn. Thì để mà hát được bài này, đầu tiên á, các bạn phải có một cái hơi thở support cực kỳ tốt lên mid và mid của mình à, giữ vững vị trí âm thanh của mình cao đấy. Nên những cái nốt đầu tiên là thường thường nó nhảy lên cái khoảng vang ở trên đây, cái mid ở trên đây, sau đó nó nhấc lên tới trên chảnh luôn. Nó lên rồi, khi feel là lên tới pha 5, cái nốt cao nó là tới đô, nốt cao nhất trong bài. Cao nhất là pha 5, mà cao nhì là tới đô 5. Đô thăng 5. Khủng khiếp. Khung nó cao kinh rồi, chứ đâu phải giỡn đâu. Đúng không? Gào gống lên mà để hát được bài này thì ok, chấp nhận cho qua. Mùa Covid này không có hấp tóc được. Tóc bù xù quá các bạn ơi. Đó. Lên đô 5. Đô thăng 5 lên pha 5, gào gống lên thì ok, và để hát á, thực sự là để hát á, thì nó là một cả một quá trình luyện tập. Mà vì vậy mà cố gắng ha các bạn, nỗ lực, chúc các bạn sẽ thành công với ca khúc Buông của Bùi Anh Tuấn. Và luôn ủng hộ mình nha, mình sẽ làm video và mình sẽ thật là hay. Không chỉ là hôm nay mình các bạn nỗ lực đâu, mà chính bản thân mình cũng phải nỗ lực để mình rèn luyện cái kỹ thuật và mình sáng tạo nghiên cứu ra mấy cái kỹ thuật mới nữa. Để một ngày nào đó mình có thể là nhuần nhuyễn cái kỹ thuật, nhưng là mình hát được whistle, mình sẽ chỉ cho các bạn whistle. Còn giờ chưa hát được, không dám chỉ bậy chỉ bạ, hư vọng ta mất công lắm. Oan. Mang tội nghiệt. Ok, chúc các bạn sẽ thành công và luôn vui vẻ với các video của mình. Chào các bạn.